Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Người quen. Anh em God Game, fan của tôi ở trong clan God. Chào anh em cái. Anh em thân mến, ngày hôm nay 18 tháng 2 là một cái ngày đặc biệt. Ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Văn Tuấn, là anh em hội viên ở trên kênh. Chính vì vậy, tôi làm cái clip này như một cái món quà gửi tới anh em Nguyễn Văn Tuấn. Tôi xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất tới anh em Nguyễn Văn Tuấn nhân ngày sinh nhật của anh em. Và trong cái ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Văn Tuấn thì anh em Nguyễn Văn Tuấn có mong muốn là tôi sẽ chơi bất cứ một cái đội hình nào mà sử dụng cái con Aegis Ranger hay là cái con Drow ấy, là mấy con co chính nha anh em nhá. Ok. Sao anh Tuấn lại ở dưới rúc? Không, đấy là anh em nghĩ là tôi đang ở dưới rúc thôi, chứ còn tôi đang là ở rank queen đấy. Tôi đang dùng cái arc rank queen để chơi. Anh em cũng có thể thấy là God Game là đang rank queen đấy. Còn chắc là ghép với một vài người là rank rúc thôi. Bây giờ thì lên queen thì nó cũng sẽ ghép với rúc ấy mà. Đánh ở king 3 thì hay ghép với cả queen, với king nhiều hơn. Chứ còn nếu mà lên rank queen rồi thì lại có khi lại ghép với cả rúc 9. Ok, 3 hunter đây rồi. Chưa có Aegis Ranger anh em ạ. Tôi cũng đã pick những cái con hunter vào trong cái cửa hàng rồi, cửa hàng mở rộng rồi. Để nó ra con gì thì múc con đấy thôi. Trận này ghép toàn với pháo là 9 đấy. Thế là có một ông queen à, một ông queen, hai ông queen, một ông king, là có vua battle pass. Còn lại không biết, có hai ông rook 9. Rồi thì nó cũng dễ chơi anh em ạ. Búa set đây rồi. Hunter thì búa set đầu game thôi. Hai đỏ này. Cơ sở đánh chuỗi thắng đấy anh em. Đây rồi. Lấy có anh em thắc mắc đúng không? Rook 9 gặp queen đúng không? Đấy là một cái sự may mắn anh em ạ. Đấy là rất may mắn đấy mới gặp được đấy. Không phải là tự nhiên mà cứ gặp được tôi đâu. Khổ. Thế nên là hãy tận hưởng cái trận đấu này đi. Đừng để đi ra đi sớm quá là được. Đấy. Rook làm gì bình thường gặp được đâu đúng không anh em? Trời ơi, anh em cứ phải hỏi, nhìn cái bàn cờ là biết. Anh em cứ sang em nhìn cái bàn cờ là biết thôi chứ có cái gì đâu. Khổ. Nhìn bàn cờ, nhìn kỳ thủ rồi nhìn avatar. Đấy, nếu mà anh em xem không sót clip nào thì chắc chắn rồi, anh em nhìn cái bàn cờ, anh em nhìn kỳ thủ là anh em biết ngay là tôi mà, chính là thằng Ryu. Trừ khi là mấy ông xem cứ bữa được bữa cái đấy. Không biết là tôi dùng kỳ thủ gì, không biết là tôi dùng avatar như thế nào, bàn cờ như thế nào thì đấy, còn bảo là không biết, chứ còn anh em mà xem tôi hàng ngày thì làm sao mà trượt được anh em. Rồi. Hunter đầu game là ngon rồi đấy. Búa set. Ổn áp. Cái đồ này thì thôi từ từ đã anh em ạ, chưa cần. Hunter thì búa set là đủ rồi. Đầu game có cái búa set là đánh được chuỗi thắng cơ sở rồi. Bây giờ ra con Aegis đã được ngon. Cái gì kìa? Mấy anh em cho em về pháo đài 9 của em đi hu hu. Ôi dồi ôi. Sao lại em vẫn đang ở pháo đài 9 mà. Khổ, em vẫn đang ở pháo đài 9 nhá. Yên tâm. Anh mới là đang bị coi như là ở pháo đài 9 thế này. Đấy, anh mới đang là ở pháo đài 9. Lẽ ra là anh phải lên rank queen. Đấy, nhưng mà không hiểu sao tôi lại cứ ghép anh vào cái ảo rồi đấy. Cứ ghép tôi vào cái lobby nhiều pháo đài 9 thôi. Thế thôi, phải chấp nhận thôi anh em. Ok. Ba rồng. Hay quá. Không có hunter chúng ta chuyển đá qua rồng một tí vậy. Aegis vẫn có thể làm co ở trong cái bộ Aegis được. Chứ không nhất thiết là phải làm co ở trong cái bộ 9 hunter đâu anh em. Nhờ. Chơi Aegis không? 6 Aegis. Aegis Ranger 3 hunter hoặc là 6 Aegis 6 hunter thì cũng được. Ủ nhiều layup lắm anh em ơi. Dragon Clive lên 2 sao thì mới gọi là tính tiền. 1 sao chưa ăn thua đâu.
Rồi để tôi pick thêm Exit vào anh em nhá. Chưa có Exit Ranger đấy. Nhưng mà thôi không sao, như này là nó cũng rất ổn đấy anh em. Ba rồng quá tuyệt vời. Nếu mà cái con Dragon Clay nó không lên được ấy thì tôi lại chuyển lại về. Về căn bản là nó cũng chỉ là tận dụng thôi anh em ạ. Tôi cũng sẽ pick những cái con đường mà nó mở rộng hơn, những cái con đường mà có thể phát triển ra nhiều những cái đội hình hơn so với cái việc là tôi chỉ chơi Hunter. Ok, chơi Hunter thực ra ngay kể cả bản thân cái bộ Hunter nó cũng có nhiều cái cách chơi rồi. Đấy, Hunter 9 Hunter, rồi chơi 6 Hunter. Đấy, 6 Hunter thì lại cũng có nhiều kiểu chơi, nó lại rẽ thành nhiều nhánh. Hunter Exit này, 6 Hunter, 6 Exit, 6 Hunter Beat. Đấy, chính là cái bộ bí kỹ của Tuấn Cơm là 6 Hunter Beat đấy. Đấy, anh em có nhớ không? 6 Hunter Beat này, rồi 6, 9 Hunter này. Rồi 6 Hunter kẹp với cái đỏ kẹp cấu, kẹp linh hồn ánh sáng. À, linh đúng, có cả linh hồn ánh sáng, có cả linh hồn nửa luôn, Phượng Hoàng. Đó, kẹp Lâm Đô cũng ngon. Nhiều lineup anh em ạ. Thôi rồi, tôi sẽ pick cho nó rộng hẳn ra nhá anh em nhá. Pick cho nó rộng hẳn ra luôn. Thậm chí là Hunter kẹp đỏ, 6 Hunter 4 đỏ, kẹp với Light Spirit. Rất nhiều lineup luôn. Bây giờ đầu game ấy nó cho tôi những cái lựa chọn, nó nhiều lựa chọn như này thì cứ pick rộng hẳn ra luôn. Cho nó có nhiều lựa chọn anh em ạ. Tiếp tục. Ra tiếp tục rồng. Bây giờ mà ra một con Dragon Clay nữa thôi thì chắc chắn là nó sẽ là Exit rồng rồi. Nhưng mà có ra không? Đấy, Exit bây giờ vẫn chưa ra con nào. Ra đúng một con rồng rồi anh em ạ, chưa kết hợp được với bộ Exit. Tôi cứ để như này đã. Tạm thời nó là mạnh nhất mà. Bây giờ là để là mạnh, đội hình mạnh nhất thôi chứ còn cũng chưa biết là chơi gì đâu. Từ từ tí nữa chuyển dần, bây giờ nó phải có cái cơ sở là cái con cò ấy. Ví dụ như Exit Danger lên 2 sao nhá. Thì chơi sớm. Đấy. Gặp sớm không lại mất streak á. Đội hình này đâu có mạnh lắm đâu anh em. Yếu mà. Đội hình chưa có con nào lên 2 sao. Anh em cứ phải quan tâm tôi làm gì. Anh em quan tâm người khác đi. Có nhiều người mạnh hơn tôi mà. Trời ơi, tôi toàn 1 sao. Anh em quan tâm làm gì. Thế này có những cái người mà rất nhiều 2 sao ở đây rồi. Rao 9 rồi. Có chuối. Ok. 4 đỏ không? Lấy 4 đỏ không nhỉ? Nó chuyển về đỏ à? 3 rồng 4 đỏ level 7. 3 rồng 4 đỏ level 7 à? Bây giờ kiếm thêm một con đỏ nữa để cho vào. Cũng được ấy nhỉ? Nếu mà bây giờ mà ra con heo ấy, ở level 7 là ngon lắm ấy nhá. 4 đỏ 3 rồng là không hề yếu đâu. Round này gặp không? Gặp God Game luôn đấy. Gặp luôn đấy. Hy vọng là gặp round này. Gặp round này luôn. Ở đây có con sâu này. Cũng ra con sâu. Sâu là cũng chơi được beat á. Mà có chơi không? Thôi anh em ạ. Từ từ đã. Ui, gặp God Game đúng ở round 11 à. Định mệnh rồi. Ê, cẩn thận nhá, giết con heo đi, giết con heo đi. Giết con heo, giết con heo, giết con heo, không thua bây giờ. Rồi, ok. Ui, 6 hunt đây rồi. Đủ chưa? Thế thì thôi. Nếu mà 6 hunter thì bỏ rồng thôi anh em. Đủ 6 hunter rồi tôi bỏ rồng thôi. Đủ 6 hunter rồi anh em ạ. Thôi bỏ rồng đi. Rồng làm cái gì? Tầm này tôi nghĩ là tôi sẽ có thể là nó sẽ là 9 hunter. 9 hunter thôi anh em ạ. Đánh hunter cho nó dễ có chuỗi. Đang form bài Hunter đủ bộ rồi. Ở cái giai đoạn này rồi. Rồng thì thực ra
ra một con ấy, xong rồi ôm thì cũng tốn tiền lắm. Bây giờ tôi chưa ra con Aegis Ranger nên là tôi cũng chưa có ý định là chơi rồng Aegis lắm. Đây rồi, bây giờ mới ra. Bây giờ mới ra con Aegis thứ hai này. Mà thôi, tôi chốt Hunter rồi anh em ạ. Chốt đồ luôn. Ok. Rồi. Nói chung là có giáp thép rồi, yên tâm rồi anh em ơi. Giáp thép cộng 2 đỏ. Toàn bộ đội hình sẽ được cộng giáp và cũng như là được cộng máu. Rồi, chốt Hunter luôn anh em ạ. Chốt Hunter thôi. Bỏ hết những cái con linh tinh đi. Rồi, gặp ngay Assassin ở đây. Và tôi xấu với con cung đen kỹ lắm anh em ơi. Ui rồi ôi. Mặc dù là cũng là 6 Assassin ở level 7 nhưng mà tôi có con nhện anh em ạ. Con nhện nó vừa mới nhả một cái bãi tơ và nó nhả vào đúng cái bọn Assassin. Thế là bọn Assassin đứng ở trong tơ đánh trượt hết. Đấy anh em thấy không? Quá càng. Đó. Assassin chưa chắc là ăn được Hunter đâu anh em. Nó còn tùy vào cái việc xếp đội hình cơ. Đây tôi lộn như này thì khó ăn rồi. Đấy, nhưng mà phải cẩn thận nhé, có thể gặp lại ngay round sau đấy. Vẫn phải bảo kê cho cung đen. Cung đen sẽ phải được bảo kê. Bây giờ thì nói chung ấy là đội hình nó cũng ổn, đồ thì nó cũng ổn rồi. Nhưng mà cũng có thể nó sẽ mất chuỗi bất cứ lúc nào. Do đội hình toàn một sao anh em ạ. Có lẽ là tôi sẽ phải roll một vài cái đấy. Nhưng mà có lẽ là tôi để round 13 đi. 13 roll. 13 sẽ roll một vài cái anh em nhá. Kỳ thủ ở soi kìa. Ui, Trần Phương 4 sa man rồi kìa. Căng quá anh em ơi. Có một thằng nó xả hết tiền. Xả hết tiền. Rất nhiều người xả hết tiền anh em ạ. Kỳ thủ AI1 cũng xả hết tiền. Trần Phương cũng xả hết tiền. Để form đội hình. God Game cũng xả hết tiền luôn. Ui, mấy ông này xả hết tiền để cắt chuỗi tôi đấy mà. Gắt thế, sao bảo rank rook. Rank rook đéo đánh gắt thế nhở. Trần Phương xả hết tiền để kiếm 4 sa man à. Nếu mà thế thì đội hình này chưa đủ để ăn được. Thế thì chưa đủ. Đội hình này phải thêm 2 con nữa. Anh em ạ, phải 2 con 2 sao nữa thì mới đủ. Roll rồi. Roll rồi anh em. Sâu rồi. Roll hết tiền luôn anh em nhá. Đây rồi, súng 2 sao. Có cáo luôn đấy hả? Lấy không? Nếu mà có cáo thì có thể chúng ta sẽ chuyển qua đá qua beat. Hunter beat thì làm sao? Aegis Ranger bây giờ vẫn 1 sao thôi. Từ từ đã anh em ạ. Ở đây có con cáo, tôi sẽ phải lấy con cáo. Trần Phương xả tiền, God Game xả tiền, kỳ thủ AI xả tiền để cắt chuỗi tôi. Căng không anh em? Quá căng. Trận đấu căng đấy, tôi cũng phải xả hết tiền thôi. Đối thủ xả tiền thì mình cũng phải xả tiền. Đây rồi, đủ đấy, đủ sức mạnh rồi anh em ạ. 4 con 2 sao, 4 con Hunter 2 sao. Bây giờ mới gọi là đủ sức mạnh để đánh được này. Ok. Rồi, tôi sẽ phải giữ ở chỗ này bằng được. Không thể để mất chuỗi anh em nhá. Không thể để mất chuỗi. Vô tư đi bạn ơi. Tôi sẽ không để mất chuỗi đâu. Rồi. Bây giờ ra con Aegis Ranger tôi đập trứng luôn. Hoặc là ra con cáo tôi đập trứng luôn đấy. Không ngại đâu. Tiền không thành vấn đề anh em nhá. Vấn đề đó là giữ chuỗi. Giữ chuỗi và giữ máu là quan trọng nhất mà. Ưu tiên hàng đầu luôn. Kinh không kìa anh em kìa. Bây giờ là 4 ông xả tiền rồi. 5 ông xả tiền rồi anh em ạ. 5 ông xả hết tiền rồi. Càng quá anh em ơi. Trận đấu này có vẻ như mình là con mùi ngon đây. Con mùi ngon đây. Quốc bảo xả tiền luôn.
Đây cũng xả tiền luôn này, lâu thảo này cũng xả tiền luôn này. Xả tiền để kiếm 4 đỏ kẹp với cả gót. 4 đỏ kẹp 2 gót kẹp với cả người nước, nhưng mà người nước vẫn 1 sao thì không ăn được. Trời ơi, một cái quyết định rất sáng suốt từ nơi vị trí của Tuấn Cơm khi mà xả hết tiền trong round vừa rồi để có thể là lên được round 15. Ok. Round 16 thì chúng ta sẽ lên 8. Tôi nghĩ là lên 8 được với cái đội hình này. Lên 8 và vẫn giữ chuỗi, cái quan trọng là như thế. Định ăn chuỗi của tôi không dễ đâu anh em ơi. Tôi là luôn là có cái sự là quan tâm đến cái bảng, tra bảng liên tục mà. Tôi nhìn có một cái dấu hiệu là ông nào xả tiền một cái này, ông nào mà có form được đội hình mạnh hơn là chắc chắn là tôi xả. Không cần biết là round sau là gặp ông nào, tôi cứ thấy có ông mà chưa gặp ấy mà mạnh hơn tôi ấy là chắc chắn là tôi xả tiền anh em ạ. Đấy, chắc chắn luôn đấy. Quốc bảo càng ấy, hai con gấu assassin rồi. Cũng càng. Chắc chắn là tôi sẽ xả tiền. Khi mà tôi có thấy một người chưa gặp đấy, mà mạnh hơn tôi, mà tôi đang có chuối là chắc chắn tôi sẽ xả. Tôi không cần biết là round sau là có gặp hay không. Chắc chắn là sẽ xả để giữ chuối. Nên là lấy được cái chuối này nó không dễ đâu. Nó phải tốn nhiều thứ lắm. Cái việc mà mấy cái người kia mà roll ý, xong hết tiền không cắt được chuỗi tôi ấy, thì cũng đồng nghĩa với việc là xuống hố đấy. À, tôi cũng thế thôi, tôi mà xả tiền mà tôi lại không giữ được chuỗi này thì tôi cũng xuống hố. Đang thiếu một chút tiền để lên 8 anh em ạ. Bây giờ phải bán mấy con đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ bán nó sâu. Ok, tôi sẽ bán nó sâu đi nhá, tạm thời. Bán nó sâu đi, sau đó thì up cấp cho thêm con heo vào, thế là ok. Con heo này đầu game nó cũng ngon này. Heo khỏe. Rồi. Nó có giết chết được một con của tôi hay là tôi giết chết được một con của địch là tôi sẽ gọi ra được một cái con, thêm một con nữa luôn. Thì là tổng cộng chúng ta gần như là chúng ta sẽ là có 9 con. Coi như là 9 con. Đấy, người ta xả rất gắt nhá, Trần Phương lên 8 hết tiền luôn kìa. Chưa gặp nhá. Chưa gặp Trần Phương nhá. Gặp luôn. Saman đúng không? 4 Saman. 4 Saman gấu assassin 2 sao. Ok bạn ơi, kinh ấy. Nhưng mà có giáp thép rồi bạn ơi. Có giáp thép rồi. Có giáp thép ở đây rồi. Không ăn được. Ồ, xả hết tiền không cắt được chuối. Đấy chính là cái dấu chấm hết đấy cho Trần Phương ấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Gấu này. Ok. Cho lùi xuống dưới một tí. Trận này bảo đánh Exit Danger làm co chỉnh nhưng mà vẫn một sao anh em ạ. Đèn nhỉ? Đèn hơi đen. Hơi bị đen luôn. Hết tiền à? Bây giờ đang đợi God Game sang thôi anh em ạ. Bây giờ mạnh nhất sẽ là God Game. Đang đợi sang với cái bộ assassin nên là tôi dí xuống góc. Tôi bo góc, tôi cho con gấu tăng phía dưới. Gọi đệ ra để mấy cái con ốc kia có thử nó bớ vào thì tiêu diệt luôn. Không ăn thua, quốc bảo này vẫn đang eco. Rồi, gặp ở round 18, 19, gặp ở 2 round cuối cùng à. Hay quá nhở. Tôi đã phải xả tiền rất gắt đấy chứ anh em. Tôi xả hết tiền luôn mà, để giữ chuỗi mà. Nên là cái việc mà tôi giữ được cái chuỗi này thì nó cũng bình thường thôi. Đây rồi, cung đen rồi anh em ơi. Có đập trứng luôn không nhở? Thực ra bây giờ mà ra cáo đập trứng cho cáo khi ngon hơn ấy. Đập trứng thì thêm cái bộ Exit. Thôi được rồi. Ok anh em nhá, tôi sẽ chuyển đồ cho Exit đang giờ. Thôi bán này đi. Ra gấu và ra con cáo rồi anh em ạ. Chính vì thế nên là tôi chơi cái bộ bí kíp nhá anh em nhá. Anh em nhớ cái bộ bí kíp của tôi không? Hunter Beat. Chắc là anh em đã quên. Không sao anh em quên cũng được, nhưng mà tôi sẽ nhắc cho anh em nhớ thôi. Video clip này sẽ nhắc lại cái bộ đấy cho anh em nhớ anh em nhá. Lâu lắm rồi chưa chơi. Xả tiền à? Xả tiền cắt chuối à bạn ơi? Lên 8 hết tiền thì cũng đi thôi anh em ơi.
Ok, nhiều 2 sao đấy. Nhưng mà tôi form là cái đội hình mạnh rồi. Hunter bá chủ giữa game mà anh em. Đây rồi, đập trứng hơi phí nhỉ. God game bị Blowcoin cắt chuỗi à. Càng đấy. Assassin bị mất chuỗi rồi. Xả tiền gắt nhờ. Xả tiền hết ở level 7 luôn mà. Để mà hy vọng là ăn được cái chuỗi này của tôi đấy. Nhưng mà đâu có dễ đây đâu. Tôi nhìn đội hình này tôi biết là tôi ăn được rồi. Lấy cái cửa gì mà ăn được. Assassin tầm này chưa ăn được anh em ạ. Tầm này Assassin này cái cửa gì ăn được. 3 Assassin thì càng không ăn được. 3 Assassin quá khó. Yên tâm. Như này nó mạnh lắm rồi anh em ạ. Đây gặp luôn này. 3 Assassin ạ. Ok kìa. Ui trời ơi, úp lồng. Ui không ổn. Có súng nó bắn kìa. Xin súng à. Càng đấy, nhưng mà tôi mạnh lắm anh em ơi. Lấy đâu ra cái cửa nào ăn được. Nhưng mà cũng phải cẩn thận nhá. God game hình như đang có một cái cú gọi là counter đấy. Tôi nhìn thấy là cái việc đặt bài là có vấn đề rồi đấy. Phải cẩn thận với God game nhá. Đặt cái con linh hồn lửa phía trước mặt của bọn Hunter. Ok. Càng đấy. Thế là bị counter đấy nhá. Phải hết sức cẩn thận. Từ bây giờ là phải chú ý đến God game. Cho danh sách đen thôi. Riêng cái trận đấu này là chú ý đến ông God game này đầu tiên nha anh em nhá. Có ý là counter đội hình để xếp về cắt chuỗi. Rồi không sao. Khi mà tôi nhận ra một ai đấy mà counter ấy thì tôi sẽ để ý cái người đấy rất là kỹ anh em ạ. Cứ yên tâm. Chắc chắn là sẽ được chăm sóc kỹ. Không để mất chuỗi đâu, yên tâm. Đã bị rồi thì không để mất chuỗi đâu. Bây giờ là cần phải là giữ được cái chuỗi này. Mà nếu mà có mất thì chắc chắn là sẽ không mất cho cái ông God Game nhá. Assassin nhá anh em nhá. Mất thì mất ai thì mất nhưng mà sẽ không mất cho ông đấy. Yên tâm. Thì nó sẽ đá cái đội hình sang phía bên kia. Tránh cái việc là bị con linh hồn lửa nó counter. Linh hồn lửa mà hú cái là counter toàn bộ đội hình luôn á. Nên phải cẩn thận. Ui đồ hơi khèo. Đồ hơi chán. Ui đồ chán quá. Đồ thế này thì quá chán luôn. Thế Sulami được quá nhờ. Bây giờ up cấp cho tên Sulami vào của level 9. Ok. Hết tiền luôn mà. Thế thôi nhỉ. Chứ còn bây giờ không có làm gì đâu. Bây giờ phải thêm một con beat nữa. Cho xin một con ví dụ ngộ không hay là con unicorn đúng không? Nhưng mà phải lên 2 sao. Ngộ không thì không cần lên 2 sao nhưng mà cáo này gấu với cả unicorn phải lên 2 sao thì mới đổi được. Thôi để này cũng mạnh hơn anh em ạ. Cho 4 beat vào bây giờ thì hơi đuối đấy. Không có tăng. Nó cần tăng cơ phía trên. Rồi gặp cái bộ beat. Beat này là beat chơi kiểu siêu đẻ à. Beat siêu đẻ thần giáo. Đi rồi bay màu rồi. Gặp Hunter bắn cho lủng đầu luôn. Ok. Ok. Lao 22 vẫn chưa mất chuôi anh em ạ. Quá căng. Sói thôi nha anh em nhé. Sói thôi. Tôi sẽ để cái con cáo ngộ không. Cáo ngộ không và sâu. Cáo ngộ không sâu. Kích hoạt 4 bit 6 Hunter. Ở level 9 là đủ rồi. Sau đó chúng ta sẽ roll con cung đen lên 3 sao thôi. Trận này có một thằng chơi Shaman kẹp với cả Fallen Witcher đấy. Phải hết sức cẩn thận với cái thằng đấy. Cái layup đấy là ở trong rank là nó rất bá đạo ấy nhá. Tôi cứ phải tụ lại ở một chỗ như này anh em ạ. Cho là an toàn. Hưởng được cái hiệu ứng của giáp thép. Bò góc rồi, Hunter bò góc rồi anh em, 9 con đứng một góc. Ra ngũ không rồi này. Nhưng mà yếu quá rồi, khả năng đi là cao đúng không? 21 máu đi luôn không? Khả năng đi luôn không? Chắc là chưa. Rồi tôi đẩy khoảng 15-16 máu. Ui dồi ôi anh em, 19 máu luôn ạ.
Quá căng. Đây rồi. Một con sâu nữa đi. Round sau xin một con sâu. Chỉ còn một con sâu nữa thôi là cái con sâu của tôi đã lên được 2 sao. Sau đó tôi kiếm thêm con gấu nữa. Gấu 2 sao nữa thì chúng ta có thể bỏ con Red Axe Chief đi được. Bỏ đỏ đi. Sau đó bỏ một Hunter đi. Kẹp 6 Hunter 4 bit ở level 9. Thế là mạnh lắm rồi. Mạnh lắm rồi anh em ạ. Đánh ở level 9. Sau đó thì roll full 2 sao thôi. Full 2 sao sau đó thì chắc là giữ tiền thôi. 50 tiền mà roll. Hoặc là để 50 tiền rồi up dần lên 10. Cái đấy tùy. Càng đấy. God game mà chơi súng. Súng assassin anh em ạ. Súng kẹp 9 xin này. Chơi ở level 7. Gặp thằng có chuỗi này. Gặp thằng Saman Fallen này. Yên tâm anh em ơi, bộ Hunter này nó đấm chết. Hunter mạnh lắm anh em ơi, Fallen thậm chí còn chưa kịp hóa này. Khỏe không? Ui, lọt nguyên bàn luôn anh em ạ. Bộ này nói chung là không sợ cái bộ đấy. Đây rồi, gấu ấy rồi. Có lên roll mấy cái không nhỉ? Để kiếm con gấu 2 không nhỉ? Không, tôi nghĩ là không lên. Bây giờ cái cơ hội mà gặp cái nhà mạnh hơn mà ăn được tôi thì bây giờ làm gì có nhà nào ăn được nhỉ? Trừ khi là 9 xin súng 3 thì may ra mới có cửa cắt được cái chuỗi này. 9 xin súng 3 thì cái tầm này nó gì đã được 9 xin súng 3. Đã ra Grim đâu? Chưa ra Grim đúng không? ra rồi này. Càng đấy, đủ bộ rồi. 9 xin kẹp súng à? Đủ bộ anh em ạ. Thế thì phải tách cái đội hình này ra đúng không? Đồ cũng căng đấy, cướp điên rồi thì búa xét, hút máu. Em đã gặp chưa nhỉ? 23 này, 22 này, chưa gặp. Nguy hiểm. Một round nữa, round sau tách đội hình nha anh em nhá. Round này mà gặp luôn thì coi như đen. Còn nếu mà round này mà chưa gặp, hay quá, được rồi, lên round 25. Gặp được Saman. Mà gặp thằng này có làm sao? Có mất chuỗi không? Không. Hunter khỏe lắm anh em ơi. Tầm này Hunter bò góc thì thằng nào ăn được đâu. Hay quá. 15 máu anh em ạ. Mới ra 24 mà đã hấp hối hết như này rồi. Quá nhanh. Ui dồi ôi anh em ơi, nhà đầu tiên ra đi rồi này. Và cái trận đấu này cũng là cái nhà ra đi ở round 24 thì là muộn đấy. Mà tôi nghĩ là còn nhanh hơn cơ. Nhưng mà những cái nhà còn lại thì cũng đang hấp hối lắm rồi anh em ơi. Trời ơi. Toàn là 9 máu, 7 máu, 4 máu, 2 máu kia. God game súng assassin 26 máu. Cũng là đang hấp hối rồi. Chơi thua cộng 6 cơ kìa. Chơi xin súng đang lại phải đánh chơi thua cộng 6. Vậy là cái thằng Saman TB vẫn là cái thằng đang có nhiều máu. Chắc là solo lead game này. Và game này dễ quá anh em ạ. Game dễ quá. Đánh cái bộ bí ký thì vẫn ngon đúng không anh em? Tôi thấy vẫn ngon mà. Được quá anh em ơi. Thế thôi. Lên 10 nhỉ. Lên 10 rồi. Lên 10 xong rồi thử xem nào. Cho 4 bit vào. 4 bit đúng không? Bây giờ đang thừa một Hunter. Bây giờ có slot thì cho Phượng Hoàng vào. Hơi tốn tiền nhỉ. Thực ra thì cái bộ lineup này nó không sử dụng con Phượng Hoàng vào late game. Tức là tí nữa tôi sẽ phải bán đi đấy. Bây giờ nếu mà kẹp đỏ và giữ máu thì sao? Như này thì yếu hơn. 4 bit kẹp với cả hai đỏ, kẹp với cả con heo. Tôi nghĩ là thôi, chắc là tôi vẫn sẽ sử dụng cái con Phượng Hoàng vào. Để làm gì cho tăng về trên. 2 sao rồi cứ chiến thôi. Tí nữa rồi bán. Đang có chuối mà cũng không ngại lắm anh em ạ. Cái này là chỉ chơi 3 bit thôi. Tạm thời để đã. Bởi vì thực ra cáo này là cáo 1. Cho Phượng Hoàng tăng cơ với cả con kẹp với cả đỏ vào vẫn ngon hơn. Tôi vẫn cảm thấy ngon hơn nếu mà chơi đội hình kiểu này. Anh em thấy không? Khỏe đấy chứ. Chân Phương đi rồi. Gấu ra nhiều thế. Mà chưa có Drui để up cấp. Đi một round đi bao nhà luôn kìa. Luôn này.
Ôi lại một con gấu nữa này. Chết rồi. Cái này thì làm nào ra? Thôi nhỉ, bán con heo đi nhỉ. 4 bit vào vậy. Mặc dù là tôi vẫn thích cái con heo hơn. Nếu mà chẳng may bị lọt thì mất cũng ít máu lắm. Cung đen này. Tính cả quả trứng là bây giờ chúng ta đã có 4 con rồi. Bây giờ chúng ta còn thiếu 2 con nữa thôi anh em ạ. 2 con cung đen nữa thôi. Đồ hơi khèo. Trận này cho lắm ma lăng, lắm đồ bắn trưởng quá anh em ơi. Gặp thằng này mất chuỗi không? Thằng này có vẻ nhìn trông có vẻ to rồi đấy. Bít kẹp với cả phô lần. Thua rồi, mất chuỗi ạ. Không để ý cái thằng này anh em ạ, đang roll. Thôi rồi, mất chuỗi bây giờ thì cũng được, lên được 10 rồi. Đồ chưa ghép được cái gì anh em ạ. Chấm lan thì bây giờ phải có khỉ mới chơi. Cáo chưa lên được 2 sao, không dám ghép chấm lan luôn. Ghép sợ là không chơi được. Thôi được rồi, từ từ đã. Bây giờ tôi nghĩ là cái tầm này có khi là sẽ phải roll. Roll đã. Ok, roll cái nữa này. Cáo 2, có đập trứng không? Không, tôi sẽ không đập trứng con cáo 2 đâu. Bán con súng rồi đi. Đủ Hunter rồi anh em ạ, nên là tôi bán con súng đi thôi. Con đấy nó cũng sẽ không dùng ở late game. Bởi vì tôi không ghép cái hai tia. Tôi không ghép cái hai tia, không kích hoạt người lùn. Nên là tôi cũng chả dùng súng làm gì cả. Thì nữa rồi tôi sẽ làm một cái đàn gọi đệ thôi. Cũng súng assassin cũng 3 sao rồi đấy. 9 xin khỏe rồi anh em ơi, tầm này là yếu rồi. Tầm này chắc là tôi sẽ mất máu đây. Tôi sẽ phải roll đấy. To look me in the eye. Như này. Bán con Skull Hunter đi. Roll cả nữa. Đây rồi. High five. The blessing of nature is the source of my power. Bây giờ tôi sẽ phải bán cái con Skull Hunter đi thì mới đủ slot được anh em ạ. Ok. Bán con này đi. Rồi, đưa gấu lên 3 luôn. The call of the wild. Ok, tạm ổn nha anh em nhá. Bí kíp thế này là tạm ổn rồi. Rất ok rồi đấy. Thằng này bây giờ nó là beat. Nó lại chuyển à? Phải chuyển không? Đúng không? Không chơi Saman nữa mà chuyển sang beat Glacier kẹp với cả Fallen. Thế thì coi như là bị đấm rồi. Hunter này đâu có sợ beat đâu. Tôi ở đây tôi có 2 khống chế mạnh, 3 khống chế luôn đấy chứ. Tính cả linh hồn nửa, Tsunami và Siren nó là 3 cái khống chế. Đội hình siêu lết luôn. Chơi cái đội hình bí kí Hunter này là đánh là siêu lết đấy anh em. Tức là nó có rất nhiều khống chế. Lết game là nó hơn nhau cái khống chế thôi anh em ạ. Cái bộ xin súng nó mạnh cũng là vì thế mà. Vì có cái con úp lồng ấy, nó úp lồng nó khống chế. Còn cái con úp lồng đấy mà nó không úp được lồng trúng ấy, thì nó cũng sẽ chết thôi. Đơn giản là cái câu chuyện nó là như thế thôi. Ai nhiều khống chế hơn thì người đấy chiến thắng. Ở đây tôi ghép được cái gậy như ý này. Nhưng mà tôi sẽ để dành cái cấp điên. Từ từ đã. Chưa có gì phải ghép vội. Tôi muốn cái cấp điên hơn nên là tôi vẫn đang có ý định là để dành anh em nhá. Thực ra là chưa có đồ cam nhưng mà tôi cũng đã mạnh lắm rồi anh em ơi. Đây rồi. Hút máu trừ giáp. Tôi chắc là tôi sẽ ghép luôn thôi anh em ạ. Thôi tôi ghép luôn. Không chờ nữa. Không có cướp điên thì thôi đành phải ghép thôi chứ biết làm nào. Lấy hút máu trừ giáp anh em nhé. Dồn toàn bộ đồ cho Aegis Ranger. Thậm chí là ở đây chúng ta có một cái găng tay Kira này. Cũng ổn luôn. Ghép luôn chứ còn gì nữa anh em. Rồi. Bây giờ làm nào để xếp làm nào để không bị không bị úp lùng trúng. Chứ còn úp lùng trúng là có khi là vớ vẩn là bay cả đội hình lọt hết luôn đấy. Càng ấy. Úp lùng kìa. Hay quá anh em ơi, úp lùng cái kiểu này thì ăn rồi. Hay quá anh em ạ. Trời 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 trời. Hay tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn anh em. 75 máu à.
Với trận này nói chung là khó có thể là mà trượt được cái top 1 anh em ạ. Rất khó. Có cái con cáo ấy, nó vòng đằng sau đấy, là nhiều khi là cái con Dominator ấy nó lại úp lồng cái con vòng sau cơ. Đấy, nó lại thế cơ. Rất là buồn cười. Chỉ cần là mua mấy cái con sát thủ nó bay vòng đằng sau thôi là có thể phá được cái đội hình đấy. Nhiều khi là chúng ta phá bằng những cái con kiểu như xe linh ấy, bay đằng sau, bờ linh đằng sau, thế là toàn là úp lồng ra đằng sau, úp luôn cả con súng vào, thế là xong. Chúng ta ở đằng phía trước này cứ thế mà bắn thôi, đứng ở trong lồng, đối thủ đứng hết ở trong lồng. Quá tuyệt vời anh em ạ. Cái tầm này là ăn được cả hai rồi đấy. Mà bây giờ để mà coi như là mỹ mãn hơn, có một cái kết đẹp hơn thì ra lốt cái con Exit Ranger rồi anh em ơi. Thiếu đúng một con nữa thôi anh em ạ. Tôi thì tiền nhiều này thì tôi nghĩ là tôi cũng sẽ roll ra thôi. Khi nào mà họ chết hết thì tôi sẽ roll. Lần này đẩy đi luôn rồi này. Đấy, đi luôn à. Ôm hơi nhiều tiền đi đấy. Thôi round này là round cuối rồi anh em ạ. Nào roll lốt nhá anh em nhá. Cung đen. Ô kìa. Cung đen ơi. Ô kìa. Không có luôn. Rồi lại ghép cái búa xét. Rồi đồ thế là ngon rồi. Tầm này là đủ đồ rồi. Đấm nhau rồi. Bây giờ cần phải xem thành bại là ở cái con Dominator thôi. Đối thủ thôi. Không phải cẩn thận không. Đối thủ là cướp bài nhá. Cướp chiêu nhá. Cẩn thận á. Đối thủ là sẽ cướp một trong hai con. Một là con gấu, hai là con Tsunami thôi. Hai con đấy là hai con quan trọng nhất thôi. Rất có thể là Siren. Không cướp. Ở đây là không cướp hai con đó luôn. Ui mà này nó úp lồng đẹp quá anh em ơi. Thôi xong. Nhưng mà cái con cung đen của tôi vẫn rất cháy ở đây. Rất khỏe ở đây. Ui cung đen khỏe chưa kìa anh em kìa. Càng ấy. Càng ấy. Vẫn ăn anh em ạ. Dã man thật sự. Rào 33, 34. Phải kết thúc trận đấu trước khi mà cái hiệu ứng chia đôi máu, cái hiệu ứng kiệt sức nó diễn ra nha anh em nhá. Không là lúc ấy toang ấy, lọt một con thôi này là chết. Kiệt sức là phải nguy hiểm, chúng ta phải kết thúc trận đấu sớm thôi. Trước khi kiệt sức nha anh em nhá. Được 80 máu chia đôi phát là mất 40 máu một round ấy. Qua được round này 35 có crit 2 thì may ra. Đúng rồi. Bộ này nó cần phải có cái crit 2 trấn phái. Cái hay của cái bộ mà tôi đang chơi ấy là nó không cần trấn phái anh em ạ. Nó không cần trấn phái, nó chỉ cần đồ đam, đồ tốc đánh thôi. Lấy đồ nào cũng được. Hút máu hay là trừ giáp hay là cướp điên hay là MKB thì nó cũng như nhau thôi. Chuyển sang bên này. Ồ, chuyển dây cuối. Lý do tại làm sao, tránh cái lồng. Đẩy sang, đẩy luôn vào cái lồng luôn anh em ạ. May quá, vẫn chưa đứng ở trong lồng. Nhưng mà cung đen khả năng dẹo rất là cao. Đúng không, máu thấp anh em ạ. Không sao. Vẫn chơi được. Mất tí máu rồi mà, ra ngoài lọt hai con. Đồ súng thì có tất cả trừ cướp điện. Ok. Con súng này nó heo thì đấy nhở. Toàn đồ máu thôi. Giáp xoay ra rồi lại còn cầm đánh. Cầm đánh 2. Càng ấy. Giáp xoay cầm đánh 2 là cái con cung đen là nó sẽ vào nó bị cầm đánh luôn. Là sẽ không bắn được trước đâu. Bây giờ cái con cung đen của tôi là chắc chắn nó lên được 3 sao rồi anh em ạ. Đấy, tôi có hai quả trứng nhưng mà tôi từ từ đập anh em nhá. Rao sau rồi tôi vẫn còn tiền thì tôi đôn lốt thôi. Biết đâu đấy nó lại ra cái con, ví dụ như con cáo thì chả. Hoặc là nó ra cung đen thêm một con nữa thì tôi sẽ đập trứng cho cáo. Đấy, hoặc là tôi có thể đập trứng cho Tsunami nếu mà nó ra. Ra cung đen 3 sao thì tôi có thể đập trứng cho Tsunami. Nên là chưa vội nha anh em nhá. Thậm chí là ở đây chúng ta có một con Sailing Assassin nữa. Ra Sailing Assassin thì tôi có thể đập trứng cho Sailing Assassin, sau đó tôi thay con Phượng Hoàng cũng ok. Nó sẽ vòng sau anh em ạ. Đấy, nhưng mà đồ thì có thể là tôi sẽ vẫn giữ cho con Exit Ranger thôi. Rồi, run thôi. Đấy rồi, hay quá. Cứ từ đây à, bỏ cái này đã. Không là nó sẽ vướng slot. Ok, ra đi một con nữa thôi. Thôi được rồi, hết rồi. Đập trứng thôi anh em ơi. Ok anh em nhá. Hai tia luôn. Rồi. Hack. Lấy hack ngon hơn. Tầm này phải lấy hack. Hack trúng vào cò.
đổi vị trí luôn. Hay quá. Đúng rồi, được rồi. Nhưng mà bị cấm đánh em ạ. Cấm đánh. Ui, cấm đánh xong rồi bị úp lồng á. Vãi đái thật. Ôi xong rồi, một mình có làm ăn được gì không? Ui nhưng mà cung đen này đam to lắm anh em ơi. Anh em nhìn con cung đen kìa. Hay quá anh em ơi. Thôi xong rồi. Chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Văn Tuấn nhá. Anh em thấy thế nào? Liệu rằng con cung đen này nó có đã đủ thỏa mãn anh em chưa? Bộ bí ký thì nó vẫn cứ là đỉnh anh em ạ. Đánh hết game top 1 thì vẫn còn 75 máu đến hết game. Dã man thật sự. Đánh chuỗi thắng cái bộ này thì quá là perfect rồi. Anh em thấy hay đấy, tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu mà anh em chưa xem siêu phẩm Phượng Hoàng bất tử, tôi dồn toàn bộ đồ cho con Phượng Hoàng và nó làm co trong một trận đấu, thì anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một trong những cái trận đấu vô cùng kịch tính, khi mà trong trận đấu tôi chỉ còn một máu thôi, nhưng mà tôi đã vươn lên như thế nào để giành cái chiến thắng chung cuộc cuối cùng. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên cũng như là donate để hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên cái màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!